Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các xã vùng cao huyện Tân Lạc năm 2024 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức ngày hội. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, ngày hội sẽ được tổ chức trong thời gian một ngày vào Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024 tại sân vận động xã Vân Sơn. Ngày hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Các hoạt động chính bao gồm chương trình nghệ thuật chào mừng ngày hội, lễ công bố công nhận cây di sản Việt Nam đối với 3 cây vải cổ tại xóm Chiến, xã Vân Sơn. Thi trình diễn trang phục dân tộc Mường, thi trại văn hóa bao gồm giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản và vận dụng sản xuất, sinh hoạt truyền thống của nhân dân các xã vùng cao. Thi ẩm thực, thi các môn thể thao dân tộc gồm kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, thi hát đối tiếng Mường, thi đàn lát, các trò chơi dân gian, trình diễn làm các loại bánh, cơm lam, thiêu rượu, đan lát, nghề thủ công truyền thống. Ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến với huyện Tân Lạc nói chung, các xã vùng cao nói riêng, góp phần phát triển du lịch của huyện. Đồng thời, cụ thể hóa đề án xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Chí Huyên giao các cơ quan đơn vị căn cứ nhiệm vụ đã được phân công khẩn trương triển khai để tổ chức thành công ngày hội, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về thời gian, địa điểm và các hoạt động của ngày hội để du khách trong và ngoài huyện biết tham gia ngày hội.